Đen Channel. Xin chào các bạn, lại là mình đây. Xin chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ là món bánh dẻo để đón Tết Trung Thu nha. Hôm nay Tết Trung Thu rồi, các bạn có đi đâu chơi không? Còn mình sẽ ở nhà làm bánh dẻo Trung Thu nha các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm món bánh dẻo để ăn Tết Trung Thu nha. Nguyên liệu chúng ta cần chuẩn bị: bột, nước đường, nước mắm và tất cả gia vị trái cây để tí nữa làm bột để cho nó màu sắc đó các bạn. Và chúng ta không thể thiếu được đó chính là khuôn bánh. Nhiều khuôn nha, lắm luôn các bạn ơi. Tí nữa em sẽ ẩn hình con thỏ, còn Abby sẽ ẩn hình con cá hoặc cá tím. Mời các bạn cùng làm với tụi mình nha. Let's go! Đầu tiên tụi mình sẽ bỏ màu vô nha. Em chậm rồi. Anh em dưới mình khác đi, bị chúa đi. Ôi, em nè. Mấy vị dưới này. Chị sẽ bỏ vị dâu. Wow, trời giống như trên đây luôn này, em sẽ dầm ra. Sau đó mình sẽ múc một muỗng đường nha các bạn. Muỗng đường nhìn giống nước lọc. Đúng rồi, nhìn giống dầu ăn nữa. Mình khuấy tan ra cho nó hỗn hợp, nó hòa trộn vào nhau nha các bạn. Quá ngon rồi. Sao nó đặc luôn vậy? Nó đặc luôn rồi mà. Quá. Mỗi này được hết luôn ha. Nhìn cái cả dòng màu trắng này nhìn là giống cũng nó sạch sạch nhỉ. Sạch sạch nhỉ. Quên lẩu quá. Tiếp tục mình bỏ 2 muỗng bột vào nha các bạn. Các bạn bỏ trước kia nhiều nha. Ở đây chờ tới chị một muỗng sữa, hai muỗng sữa không quá sữa một cái tay ấy từ từ cái dẻo hơn nè anh mua rồi, nó dễ thành bột luôn á. Ok, nó dễ dễ nè. Đẹp quá em, dễ dễ xíu đi. Nhưng mà cũng lỏng nè. Dạ cái ý thì nó chuẩn bị thành bột rồi nè anh mua. Nó nhảm nhảm. Nè nó bớt nhảm rồi nè. Có thấy gì hết trời, em màu đỏ tươi mà hồi. Sao nó đậm dữ vậy? Nhạt nhất à? Ừ. Đúng rồi, có anh đã nếm một nồi nhạt mà. Bây giờ tụi mình sẽ rải một ít bột ra cái dĩa này để lát bột nó khỏi dính vào tay nha các bạn. Cái bột của anh nha. Giờ lên tay luôn để nó khỏi dính. Giờ lên tay luôn để nó khỏi dính. Nó dẻo. Đúng rồi, nó dẻo quá. Của em thì nó thành bột luôn rồi nè. Đo gì của anh dẻo. Của em xin ăn hơn anh nha. Bỏ vô bột khỏi dính tay luôn. Ui, giờ
rồi với cà rốt giờ nó dễ chưa đi. Chị sẽ rải bột lên. Rồi bột rất cuối. Đeo lại bột. Bột. Giờ mình sẽ lăn tròn để làm vỡ bánh nha các bạn. Trắng lẹ tay luôn. Cảm ơn tí nữa nha. Cho em ăn chung với anh đi. Bóp 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 bóp. Đây, chúng mình đang bóp ra dĩa được rồi nè. Bây giờ tụi mình sẽ bỏ nhân vào nha. Nhân gì luôn. Thích nhân gì thì lấy. Ôi dạ. Chị sẽ vẽ nó như vừa đi. Cười quá, chị sẽ lấy nè. Giờ bọc lại thôi. Giờ bọc lại thôi. Thế là em lấy cục bột hơi bột. Ý dạ ơi. Em lăn ở dưới này cực hơn. Lăn dính bột á. Nó khô lại á. Nè em còn dĩa mà. Bây giờ tụi mình sẽ chọn khuôn nha. Mình ngồi sao. Mình sẽ làm cái này. Rất vô để nó khỏi bị hơn con cá là mẹ của em còn nhiều này anh lấy đi. Vậy cho một xíu nữa thì nhiều quá rồi. Ok bỏ vô. Bỏ nhiều nó mới hết dính chứ. Nó dính vào bánh. Nó dính vào hình là thôi. Đè xuống. Đây cái này đè xuống. Của mình là một chú thỏ. Của mình là con cá. Tụi mình sẽ bỏ bánh vô cái hộp nha các bạn. Để vệ sinh bánh. Để bánh phải dơ. Bánh phải dơ nữa. Đây một cái mì nha. Con khổ nó thật quá nè. Anh bên mà giống quả thật tí của hồ. Bây giờ tụi mình sẽ chọn khuôn này để nhóm hình nha. Khuôn này đi. Giờ mình sẽ bỏ nhân vào nha các bạn ơi. Mình sẽ bỏ bột vô nha.
Bây giờ mình sẽ dỡ lên xem có thành công như các bạn. Wow. Wow. Thấy được em. Cái bông hoa đẹp chưa này các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ vào khuôn để bảo quản nha các bạn. Không có mẫu. Bỏ vô thẳng luôn rồi nè. Tí một bảy vô. Rồi. Các bạn ơi, bây giờ sẽ bỏ vô cái khuôn nha. À, để nắp lại. Để nắp lại thành quả cầu tuyết cho mấy cái này luôn. Rồi, Happy đây đây, chị sẽ chị gắn cho ta. Rồi, Happy bỏ cục bọc vô đây. Bỏ vô. Rồi, đánh vậy đó. Rồi, đánh đây. Đúng rồi, mạnh lên, mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên nữa, mạnh lên nữa, mạnh lên nữa. Không có bận. Nhấn đi, nhấn mạnh lên. Mạnh lên, mạnh lên. Để xuống, mạnh lên, mạnh lên. Cứu các bạn. Ờ, rồi đưa ra đó, nhấn. Chờ. Thử nha. Trời, bị rách một bên rồi. Không sao, vẫn đẹp. Các bạn ơi, tụi mình đã làm xong những chiếc bánh dẻo này nè các bạn. Các bạn cùng đón Tết Trung Thu với mình nha. Của mình là ngôi sao với lại cái bông hoa này nè các bạn. Và của mình là con thỏ với bông hoa. Của mình là con cá. Còn của mình là bông hoa. Giờ tụi mình sẽ thưởng thức bánh Trung Thu dẻo nha các bạn. Mời các bạn đến ăn với mình nha. Bánh dẻo nhà thơm ngon mời bạn nha. Tôi đây không chờ bạn nói giờ tôi ăn liền. Ăn nha. Giòn. Giòn. Dẻo. Bên trong nhân đậu xanh này các bạn. Nó của mình là nhân gì ta. Hả dứng. Bánh của mình cái vỏ vị dâu các bạn. Của mình là vị dâu luôn. Mình sẽ bẻ đôi ra cho các bạn xem. Đậu xanh nè. Đậu xanh màu vàng rồi nha, màu xanh lá là gì vậy nha. Bánh này dẻo. Cũng dễ làm các bạn ơi. Các bạn ơi, Tết Trung Thu đến rồi nên các bạn nhớ làm bánh dẻo ăn cho nó ngon nha. Video của tụi mình đến đây là hết rồi. Nếu các bạn thấy video này hay, hãy để lại một like và một đăng ký cho kênh Nho Đen để kênh Nho Đen được phát triển thịnh vượng hơn nha. I love you.